Hello, Cao Bồ Nguyễn Audio xin kính chào tất cả anh em nha. Hôm nay là em làm cái clip phần 2 giới thiệu đến quý vị và các bạn là bộ sản phẩm em đã làm phần 1 là giới thiệu về phần ruột gan, phần trứng, nội thất, ngoại thất bên ngoài. Và bây giờ clip này là em giới thiệu về tất cả các tính năng cũng như là sự hoạt động hoàn hảo của các sản phẩm, đặc biệt là sự phối hợp đồng bộ với nhau để tạo lên một chất lượng âm thanh hoàn hảo, một bộ âm thanh hoàn toàn là thương hiệu Mỹ, chất lượng Mỹ. Mời anh em nha. Rồi bây giờ em giới thiệu đến quý vị một lần nữa, trên cùng là cái đầu VCD. VCD có chức năng chạy CD rất là hay. Trong cái phần 1 em đã mô tả chi tiết về con này, và hiện tại em đang cho một cái đĩa đang chạy trong này. Và con thứ hai là con DVD. Thì con này nó có nhiều cái tính năng đặc biệt là chạy được tất cả các loại đĩa, từ DVD, VCD, MP4, MP3, CD, G+, HDCD, Dolby. Nói chung là nhiều tính năng rất là hay. Và có luôn cả hệ thống giải mã âm thanh để mà chúng ta karaoke luôn nha, cắt sub rồi tất cả các cái, nhiều thứ lắm. Nói chung là con đầu DVD này để mà đẳng cấp trong cái dòng mà gọi DVD để chúng ta thưởng thức về karaoke, nghe nhạc và xem phim, thì nó là một trong những cái con đáng chơi và đáng sở hữu, đúng kiểu đẳng cấp Mỹ đó. Vì tại sao mà em nói như vậy? Vì cái tên thương hiệu của nó đã nói lên cái đẳng cấp rồi đó, quý vị thấy nhé. Vocal Pro đó, chữ Pro này là Pro chuyên nghiệp nha anh em. Và ở trên này thì cũng cái chữ Vocal Pro, tất cả ba sản phẩm này đều mang thương hiệu là Vocal đó. Và cái con dưới là cái con Vocal Pro DA7909RV. Thì cũng có 1-2 mối lái của em thì cũng đã lấy về để rao lên kênh. Nói chung là họ cũng bán với cái giá, nói chung mỗi người một giá. Thì họ nói lung tung giá lắm. Về giá thì anh em cứ liên hệ với em nha. Giá thì anh em cứ liên hệ với em. Giá của em thì nó sẽ khác với những cái giá của những người mà họ đang rao bán đó. Về giá anh em hãy liên hệ với em qua số điện thoại 090 782 7899. Địa chỉ giao dịch trực tiếp của em tại 290 Lý Thế Tổ, phường 1, quận 3. Và giá của em là gồm có những cái gì? Gồm có ngoài cái thiết bị chính là cái âm ly này ra, thì em có tặng kèm theo một bộ mic không dây để anh em chơi luôn, không cần phải ra đầu tư thêm gì đó. Thì cái bộ karaoke này á, là em có tặng thêm một cái bộ mic không dây nha anh em đó. Hiện tại đang hết pin rồi, để em tí em thay pin. Thì đây là cái bộ mic gồm có hai cái, phải nói là chất âm của nó rất là hay nha anh em, chất âm phải nói là hay lắm. Đây. Thì một bộ mic của nó gồm có hai cây đó, anh em thấy ha, một bộ mic nó có hai cây đó. Thì tình trạng là trong cái bọc, để em lấy ra cho anh em xem luôn đó. Hai cây nha anh em, một bộ mic không dây hai cây đó. Anh em về là chỉ việc là chọn nhạc và chơi thôi. Về loa thì em cũng có sẵn đây luôn nha. Loa thì em có HBX mã HS850. Thực sự đây là một sự phối ghép và không cần đầu tư thêm bất cứ một cái thiết bị nào khác, ngoài một con ly và một cặp loa mã HS850 của HBX. Thì chúng ta thực sự là một sự phối hợp ăn ý và hoàn hảo. Vì đây là dòng sản phẩm là đi com lê. Có nghĩa là tại sao com lê? Vì hãng nó thiết kế ra tất cả những cái này đồng bộ với nhau. Chúng ta chỉ việc mua về và đấu nối dây vào là chúng ta chơi thôi. Chúng ta không cần đầu tư thêm sub hay là đầu tư thêm bất cứ cái gì. Vì thực sự rằng là cái con om ly này em không phải là ca tụng nó thần thánh. Nhưng mà một điều rằng phải nói thực sự là đây là một con om ly, nó có nhiều cái mà tính năng nổi trội, nhiều tính năng nổi trội so với một số om ly karaoke có trên thị trường. Ví dụ như là đây là một con om ly gọi là tích hợp vang số chỉnh tay, vang số chỉnh tay. Đó là em nói là như thế để anh em nắm bắt thêm nha. Tại sao mà nó hay? Thì nó hay ở chỗ nào? Nó hay ở trên cái hệ thống giải mã âm thanh của nó.
Vì ở đây nó tích hợp là có echo, có reverb, có chỉnh tông mic, đó, chỉnh tông nhạc, nói chung là tất cả tất tần tật từ hát nhanh hát chậm đều chỉnh được hết. Cho nên là anh em sẽ rất là dễ ca hát, anh em nào không biết hát mà biết chỉnh thì anh em sẽ hát được nha. Đó là một cái lợi thế rất là lớn để cho anh em chúng ta thể hiện cái giọng ca của chúng ta. Và một điều nữa là khi anh em chúng ta nên cân chỉnh thì em sẽ cân chỉnh trước để anh em khi chúng ta mang về là chúng ta chơi thôi. Còn anh em nào khó chỉnh hoặc là chỉnh theo ý mình thì anh em cứ hỏi thêm ha. Cứ hỏi thêm mình qua số điện thoại 090-782-7899. Vì cái chỉnh này anh em cũng phải biết chỉnh thì nó mới hay nha. Đó, chứ không phải tự dưng là chúng ta cứ vặn tới vặn lui là nó hay đâu. Chúng ta phải chỉnh cái nào tầm nào thì nó sẽ hay. Ở đây nó có, đây em ra quay sát để giới thiệu đến quý vị nha. Ở đây nó có một cái hàng nút. Đây quý vị nhìn nha. Đó, anh em thấy rõ chưa? Đó. Ở đây á là nó có mic echo nè. Ở đây nó có mic reverb nè. Đó. Hiếm có một cái con nào mà nó tích hợp đủ như thế này lắm. Đó, vừa có chỉnh echo, vừa có chỉnh reverb. Thì đây là một trong những cái con mà nó có cái công nghệ tiên tiến và nó tích hợp là đầy đủ. Đó, để chúng ta có thể cân chỉnh phù hợp với cái giọng hát của chúng ta. Đó. Và đây là cái phần chỉnh nhạc nè, có bass, có chỉnh bass, chỉnh chép nè. Và cái tông mic của chúng ta cũng có chỉnh bass, chỉnh chép nè. Rồi cái phần mic echo có delay, có repeat nè. Phần mic reverb thì nó có phần chỉnh độ trễ là time nè. Rồi cái reverb nhiều hay ít nè. Đó. Và điều đặc biệt ở trên con Omly này là nó cắm được 5 cái mic. Đó. Cắm được 5 cái mic và nó có 5 cái đường để cắm mic. Thì ở đằng trước này có 3 cái và đằng sau có 2 cái. Thì hiện tại cái mic mà em tặng đi theo với cái con Omly này, đây là cái bộ phận thu sóng của nó ha. Bộ phận thu sóng của nó, và bộ mic này của em là em tặng theo là bộ mic chính hãng và chất lượng. Hát cũng rất là ok, và điều đặc biệt là full phụ kiện từ pin pin để hát theo mic và pin để cắm vào đây thì là pin loại tốt ha. Đó, pin này pin sạc và em cắm từ lúc em thử máy đến giờ cũng khoảng 6 tiếng rồi. Nhưng mà vẫn còn hoạt động tốt và chúng ta cũng thấy một cái đèn xanh ha. Cái đèn xanh đó là đèn hiển thị của pin và đèn đỏ là hiển thị của sóng. Rồi, vậy ha. Và em cắm ở đây để quý vị thấy rằng là em hát bằng cái mic này. Và cái mic này rất là ok, rất là hay luôn. Đó, em khẳng định với quý vị và các bạn là đây cái mic này rất là đơn giản nhưng mà lại là hàng chính hãng. Chúng ta chơi trong phân khúc gia đình là rất là ok ha. Sóng của nó đi khoảng gần mười mấy, 20 mét là ok. Đứng xa như vậy vẫn hát tốt nha. Và bây giờ em cắm ở đây thì để chúng ta thấy rằng là em đang sử dụng cái lỗ mic 3. Và volume nằm đây. Đây là cái volume của mic 1, mic 4, mic 2, mic 5 và mic 3 độc lập một mình. Đó. Một mình nó thì đã có mic 3 thôi. Em cắm cái lỗ mic 3. Đó. Ở trên này thì nó cũng tích hợp giống như những cái con vang số khác. Thì ở đây nó có effect rồi nè. Đó. Effect nè, rồi volume mic nè, rồi volume nhạc nè. Đó, tổng hợp lại. Và đặc biệt hơn nữa là cái màn hình hiển thị này rất là đẹp. Hiển thị tất cả các chức năng từ mic, effect, rồi tất cả các cân chỉnh ở đây. Và ở đây nó cũng có 3 chế độ chống hú. Đó, ở đây nè, cái nút đầu tiên này là chế độ chống hú. Đó, thường thường có 3 nút chống hú thì chúng ta nên để nút thứ hai nha. Đó. Và tất cả mọi thứ em đã cân chỉnh rồi ha. Còn khi nào anh em nào, quý vị nào mà giao dịch với em thành công thì em sẽ làm clip test và hướng dẫn cái cách chỉnh làm sao để chúng ta hiệu quả nhất. Đó. Về giao diện thì chúng ta thấy nó rất là rồ và chuyên nghiệp. Công suất con này là tới 700W nha anh em. 600, hình như 600, để em coi lại coi 600 thì phải. Hình như là 600W, cho nên là sức chịu đòn của nó là đánh một đôi loa HS850 là rất bình thường, rất bình thường. Cho nên là một mình nó có thể phang được hai cặp 850 nha anh em. Mà cặp 850 là sức của nó là maximum là 200W. Cho nên là anh em vô tư kẹp hai đôi một lúc. Còn nếu như anh em nào mà chơi mà vừa phải thì nên chơi một đôi 820 và một đôi 850.
thì anh em không cần phải đầu tư thêm súp, đánh rất là căng luôn, tiếng bass rất là đẹp. Đó, tiếng bass và em dùng từ đẹp luôn, vì vậy đôi khi em tả mà nó chi tiết em cũng không biết là phải tả như thế nào để anh em hiểu được cái tiếng bass nó hay, vì em nói từ đẹp đi, cái tiếng nó đẹp cho nó dễ, chứ nhiều khi nói là bass nó căng hay là bass nó xuống sâu nhiều khi cũng khó tả lắm. Thôi em tóm gọn là chữ đẹp đó, tiếng bass nó đẹp, tiếng chép nó cũng rất là ok đó. Anh em bây giờ đi vào chi tiết, chúng ta test CD trước nha. Cái đầu CD ở trên nè, đó, cái đầu CD ở trên. Bây giờ em test CD, sau đó em test cái đầu DVD, sau đó rồi chúng ta test karaoke. Đó, clip này em giới thiệu 3 món và test luôn 3 món để anh em cảm nhận nha. Đó, anh em nào muốn giao dịch cái nào thì đặc biệt riêng có Omly, là khi em báo giá gồm có tặng một cặp mic và bao ship, cho nên anh em cứ gọi cho em là sẽ có cái giá tốt nha. Vì bây giờ em sẽ có một số món em sẽ không báo giá, vì anh em bây giờ cứ giá cả rồi cứ đè nén rồi làm đủ các trò hết, nó thành ra mối lái anh em người ta nhận hàng người ta cứ la sùm lên rồi. Cho nên quý vị và các bạn cũng thông cảm cho em nha, vấn đề này nó hơi nhạy cảm xíu, anh em hãy gọi cho em để chúng ta có cái giá cụ thể nha. Đó, anh em mua com lê thì cân chỉnh lại em sẽ có cái giá tốt hơn. Anh em mua một món âm ly, em bán âm ly, mua đầu đĩa, mua tất cả cái gì em cũng bán cái đấy, và mua hết tần tật nguyên một com lê như thế này thì giá sẽ tốt hơn nữa nha. Đó, cứ em quan trọng nhất là giá cả, là cứ số lượng mua nhiều nhiều để em có cái giá tốt nha. Và trong tình trạng tất cả các món này đều là mới full 100%, chỉ có hôm nay em lôi ra và em test để em giới thiệu đến quý vị là ngày hôm nay là em mới khui ra thôi. Rồi, bây giờ chúng ta test về CD trước nha. Rồi, test CD. Thì ở đây có cái nút input nè, chúng ta chọn input, chọn nhạc trước, cho volume nhỏ trước, input nè. Input rồi bấm CD. Rồi, CD. Nghe nhạc vàng nha anh em. Nghe nhạc vàng thì chúng ta cảm nhận nhạc vàng thì nó như thế nào nha. Đạt vỏ nha. Còn gì đâu em, tháng này vui qua mất rồi. Còn gì đâu em, thôi đừng đến xót xa thêm. Đoạn đường ta đi còn dài lễ thế, bởi còn đam mê xuôi bước chân quên về, nên nhớ quên câu thề từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu. Thôi về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa rồi, đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để tàu đêm thâu ôi thương nhớ chẳng xa. Thôi về đi em, về đi em, một lần này hết rồi cuộc tình đôi ta, em coi như xa lạ, bởi nhầm yêu thương ta bỏ ta chán chiều. Còn gì đâu em, nhắc nhở chi cho em buồn. Còn gì đâu em, sao còn đến đắng cay thêm. Còn gì đâu em, còn gì đâu em,
làm người là nghe. Rồi, bây giờ chúng ta tới test phần DVD. Chuyển kênh nè. Ở đây nó cái nút input chuyển qua nút DVD. Rồi. Đó, em ấn cái đầu DVD này vào cái ngõ DVD. Và chúng ta nghe một đoạn nhạc thưởng thức qua cái đầu Vocal Pro DVG 555K. Tôi quen biết anh giữa một đêm tình cờ, sáng ra vẫn mưa rơi và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quen nhau và cho nhau suốt hẹn hò. Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hài hùng, bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tà tư và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng. Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim, anh đen thật buồn cô đơn càng rét mướt, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Ngại ngùng tôi đứng trong anh, đợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến. Và tôi bâng bâng khuâng vì chua cay lẫn hẹn. Trở lại sân nhà đón tàu tôi về một mình, bao nhiêu ước mơ đâu chìm vào con nước trôi mau. Tình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thôi. Đến một đoạn ngắn để chúng ta thể hiện về karaoke, chúng ta kết thúc clip ở đây. Vì clip dài quá nhiều khi anh em cũng ngán, thôi chúng ta đi vào vấn đề nha. Hát karaoke một đoạn em nhát một tí để anh em cảm nhận được cái bộ loa và cái âm ly này nó cho cái chất âm như thế nào nha. Em hát thì không có hay, chúng ta chỉ cảm nhận về cái sự hoạt động cũng giống như là cái giải mid của cái echo của nó có hay không. Alo, 1 2 3 2 2 3. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển qua chế độ karaoke là AUX. Rồi. Con này phải nói là chất âm nó rất hay nha anh em. Tình yêu tao chơi
thì em sẽ hối tiếc về tất cả những gì em đã gây ra. Có hát hay lắm và cái beat này nó hút lắm nha anh em. Đó, em để xa như thế này mà nói được nè. Alo alo, 1 2 1 2 3 6. Anh từng oán trách em rất nhiều, sau này ấy bỏ anh trong cô liên. Anh từng nói với em rất nặng lời, sau ngày ấy để anh ôm chơi với. Giờ lớn hơn anh mới hiểu, anh cũng muốn cuộc sống không lo toan, vì lúc ấy anh quá xoan. Em theo dòng người phận cho anh mang, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời là đánh mất em khi ta vừa đổi mới, là anh ngốc. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên lên đau đớn thôi. Người không dám vì thương trên thân đôi, giờ theo bước anh em sẽ đỡ đau cuộc đời. Một đoạn thôi nhé anh em, một đoạn thôi. Xa sông thuyền thêm ra bên lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Em đi để mình anh đứng đó, em có hay lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, đừng vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bên? Em biết chăng ngoài khơi xa bao tấp, có biết bao con thuyền phải lấy đây. Rồi anh em ơi, một đoạn thôi nha. Em không phải thể hiện về ca hát mà chúng ta chỉ nháp một đoạn để chúng ta biết được là chất âm cũng giống như là mọi thứ nó như thế nào để chúng ta cảm nhận được. Rồi, đây là em đang dùng beat để nói, anh em cũng có thể nghe được ha. Rồi. Rồi. Clip test âm thanh của em tới đây cũng khá dài. Em xin cảm ơn đến quý vị và các bạn đã theo dõi clip của em ha. Rồi, ở đây á, là cái volume này là volume digital. Em giải thích thêm là digital là như thế nào. Digital là chúng ta xoay nó vòng vòng được nha. Chúng ta xoay vòng vòng. Đó.
Cho nên là chúng ta mỗi lần mà chúng ta quay thì chúng ta nên quay thật chậm để cái volume ở số này nó nhảy nha. Đó, quay thật chậm, vặn từ từ. Đó, chứ chúng ta đừng có quay vào là nó không có hiệu quả nha. Đó, và đây cũng vậy, cái bên mic này nó cũng là volume digital, chỉ có cái volume effect này là nó có giới hạn. Đó, nó có điểm này đến điểm này, còn cái volume này là nó xoay vòng vòng. Đó, và em nói lại một lần nữa là cái giá khi em báo đến quý vị là đã bao gồm một bộ mic không dây kèm theo với con âm ly. Đó, còn anh em nào mà mua full bộ gồm một âm ly và cặp loa HS850 thì em sẽ có những cái tặng riêng, ví dụ như là em sẽ tặng dây loa. Đó, tặng mỗi vế là 2m. Đó, để anh em về trải nghiệm. Đó, mỗi vế 2m là thôi em tặng 5m đi. Đó, em tặng 5m rồi về quý vị muốn chia ra như thế nào cũng được ha. Mỗi vế 2,5m là chúng ta cũng là ok rồi. Nếu như quý vị giao dịch thành công với em một con ly, một cặp loa HBX mã HS850 thì em sẽ tặng tất cả phụ kiện giống như là dây loa nè, hoặc là dây AV nếu quý vị mua luôn cả đầu DVD ở trên nhé. Đó, đầu DVD ở trên là rất là hay, chất âm phải nói là rất là ok luôn. Và đặc biệt là cái con trên cùng thì giá rất là rẻ, dưới 2 triệu. Đó, em mở màn là cái giá dưới 2 triệu. Còn cụ thể anh em hãy gọi cho em nha. Giá con DVD và con âm ly phía dưới thì giá cũng rất là tốt, anh em hãy gọi cho em. Anh em hãy gọi cho em. Đó, em luôn luôn nhắc như vậy. Còn giá thì là qua số điện thoại là 090 782 7899, địa chỉ giao dịch của em tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các món bây giờ là rất là phù hợp với cái không khí đón xuân. Chúng ta vừa nghe nhạc nè, vừa karaoke nè, đó, rất là hay. Thậm chí là chúng ta nếu có điều kiện, chúng ta tặng cho anh em, tặng cho người thân, bạn bè mình một bộ karaoke với cái giá rất là mềm mại, rất là mềm mại nha. Anh em cứ gọi cho em, sẽ có cái giá nguyên một con lê gồm một đầu DVD hoặc là đầu VCD và một con ly và một cặp loa. Đó, tặng kèm theo bộ con lê là một cái mic không dây, một bộ mic không dây gồm hai micro. Đó, micro của em là mic chính hãng nha. Đó, mic chính hãng giá rất là mềm và hát rất là hay. Đó, hồi nãy em cũng thể hiện một đoạn rồi. Còn mỗi người thì lại có cái đánh giá khác nhau. Em thì lúc nào cũng đánh giá theo cái cá nhân của em. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của em. Chúc quý vị và các bạn một buổi chiều nhiều niềm vui và sức khỏe bên những người thân của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của em.